Tuần vừa qua thì ít nhiều gì, chắc các bạn cũng đã nắm được nguyên nhân và bản chất vấn đề của sự sụp đổ đế chế FTX đúng không? Thì thực sự khá là đáng tiếc, bởi vì thị trường crypto á, mình thấy rất là nhiều người và cũng cả mình nữa đang kỳ vọng là thị trường sẽ có một cái sự phục hồi nhẹ ở trong khoảng thời gian này. Bởi vì sau thông tin là lãi suất nó có sự sụt giảm và người ta kỳ vọng là Fed sắp tới sẽ có một cái gì đó nương tay hơn đối với những cái quyết định nâng lãi suất. Nhưng ngược lại thì như các bạn thấy đó, tất cả từ Bitcoin cho tới Altcoin đều đã sụt giảm khá là mạnh trong thời gian vừa rồi. Cụ thể hơn thì Bitcoin đã chạm mức đáy mới ở trong năm 2022 này. Với cái lỗ hổng tài chính hơn 8 tỷ đô thì ước tính tới cái thời điểm hiện tại thì FTX đang có khoảng hơn 1 triệu chủ nợ. Và cái danh sách 50 chủ nợ lớn nhất của sàn vẫn chưa được công bố cụ thể là những nhân vật nào, là những ai. 50 chủ nợ này là một cái điều mình nghĩ rất là nên quan tâm, bởi vì nếu như đó là những cái tên lớn và thậm chí họ bị thiệt hại nặng nữa thì thực sự đây là một cái điều có thể gây ra tác động tiêu cực đối với thị trường vào những cái thời điểm tiếp theo. Ngoài ra thì nếu như bạn nhìn vào cái danh sách này thì bạn sẽ thấy được là Sam có liên quan rất là nhiều đến những cái dự án khác ở trong thị trường crypto. Do đó nên mình cũng đã từng có nói ở trong những video trước và những bài phân tích trước á, thì có thể những gì chúng ta vừa chứng kiến trong những tuần trước chỉ là những thứ vừa mới bắt đầu, và những cái điều tồi tệ nhất có thể là chưa diễn ra. Nên mục đích chính của video này thì mình sẽ tổng quan lại những cái hệ lụy mà Sam đã, đang và còn có thể để lại cho thị trường crypto trong thời gian tới. Và đặc biệt nữa là trong những lúc mà thị trường đang hoảng loạn như vậy á, thì liệu có cái cơ hội nào cho chúng ta hay không? Ở đây thì không biết bạn nào đã xem qua hai cái bộ phim là The Big Short và Too Big to Fail hay chưa? Thì nếu như mà đã xem rồi thì chắc các bạn cũng sẽ biết được một vấn đề là sau khi cái quả bom nợ được thổi phồng từ cái việc là cho vay dưới chuẩn á của các ngân hàng nhằm kích thích cái nhu cầu mua bán nhà đất và từ đó thổi phồng cái giá bất động sản lên cao, thì phần lớn cái tài sản của những ngân hàng thời điểm đó điển hình như là Lehman Brothers với cái giá trị tài sản rất là lớn, khoảng là 600 tỷ đô. Và với cái lượng tài sản lớn như vậy và so với lại cái quy mô thanh khoản thị trường á, thì nó không đủ để mà hấp thụ được, không đủ để mà Lehman Brothers bán ra và trả nợ. Cuối cùng thì bong bóng nhà đất đã nổ ra và Lehman Brothers được xem là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng tài chính của năm 2008. Với cái sự ra đi này á, thì Lehman Brothers đã kéo theo rất là nhiều những cái ngân hàng lớn khác trên thế giới chung số phận, và nếu như ít thiệt hại nhất á, thì cũng phải bị bán mình cho những công ty khác, hay kể cả những cái ngân hàng nổi tiếng khác như là Morgan Stanley nè, Goldman Sachs nè và Citigroup cũng lâm vào cái thế lâm nguy. Tóm lại thì ý mình muốn nói ở đây á, đó là Lehman Brothers là một cái thể chế tài chính rất lớn ở trong thị trường truyền thống thời điểm đó, những năm 2008, và cái sự sụp đổ của nó đã kéo theo là một quân cờ domino, và nó kéo theo làm liên lụy đến toàn bộ thị trường tài chính và gây ra khủng hoảng của cả thế giới. Nếu như chúng ta nhìn lại FTX thì cái quy mô của FTX thì rõ ràng chúng ta không thể nào so với lại Lehman Brothers được. Nhưng mà nếu như quy mô của FTX mà so trong cái thị trường crypto thì đó là một điều đáng kể. Bởi vì vốn dĩ FTX cũng đã từng là một trong những cái sàn giao dịch top đầu ở trong thị trường crypto này. Điều này đồng nghĩa là có rất là nhiều tiền của những người dùng nhỏ lẻ cho tới những cái quỹ đầu tư tổ chức ở trên thế giới nằm ở trên đó, và họ đã bị kẹt lại. Mình thấy có rất là nhiều những cái tin đồn và cáo buộc, họ cho rằng là Sam á đã dùng tiền của người dùng để trên sàn để mà đem đi làm những cái hoạt động trục lợi cá nhân cho Sam và chính công ty của họ. Chính cái điều này đã làm cho tới cái lúc mà khi người dùng ồ ạt rút tiền ra khỏi sàn á thì không đủ thanh khoản để cho người ta làm như vậy. Theo Wall Street thì Sam cần phải có 8 tỷ đô trong tay thì người dùng mới có thể rút tiền mượt mà được. Thời điểm đó thì mình nhớ có một số thông tin từ người dùng, những người mà rút tiền á, thì họ nói là FTX đã nâng cái phí rút tiền lên rất là cao để làm một cái rào cản, hạn chế người dùng, hạn chế cái việc mà họ rút tiền ra khỏi sàn FTX. Đó là một vấn đề nghiêm trọng nhưng chưa đủ để làm cho cái thị trường nó trở nên tiêu cực như vừa rồi. Theo báo cáo của Coinbase thì Sam đang cầm trong tay là khoảng 80% là số token FTT so với tổng cung của thị trường, và phần còn lại á, là những cái tài sản crypto kém thanh khoản khác cũng như là một số cái cổ phiếu. Trong khi đó thì stablecoin, những cái tài sản mà có xu hướng ngang giá với lại đô la á, thì nó lại chiếm một cái tỷ trọng rất là thấp so với tổng cái danh mục mà Sam đang nắm giữ. Cầm FTT trong tay, Sam đem cái lượng FTT đó thế chấp trên chính cái sàn giao dịch của mình và đổi ra stablecoin, và dùng chính stablecoin đó để mua bơm thổi giá FTX, và rồi lại tiếp tục một vòng lặp, đem đi thế chấp, mua, bơm thổi và đem đi thế chấp. Ngoài ra thì FTX Venture và Alameda Research, tưởng là hai đó nhưng mà thực ra thì cũng chỉ có một người thôi là Sam đứng sau cả, đã đầu tư và dàn trải rất là nhiều ở trong thị trường crypto này. Nên khi mà FTT sụp đổ như vậy, trong khi trong tay cầm rất là ít stablecoin, thì không có một lựa chọn nào khác ngoài cái việc là Sam phải bán bớt đi những cái lượng tài sản đó để mà có đủ cash, đủ thanh khoản
chống đỡ cái phần giá của FPT. Thực ra thì cũng có một cách khác để mình có thể cứu vãn được tình hình của Sam, đó là gọi thêm vốn. Mình tìm hiểu thì có biết được là ông Kevin trong chương trình Shark Tank Mỹ á, thì ông cũng đã cố gắng móc nối quan hệ ở Silicon cho Sam nhằm giúp kêu gọi vốn. Nhưng mà thực chất á, thì không có ai dám nhúng chân vào cái thương vụ này cả. Nên gần như cái cách duy nhất mà để Sam có thể cứu vớt được tình hình, có thể cứu được FTX và FTT á, thì không đâu khác ngoài cái việc là Sam phải bán bớt những lượng tài sản khác. Mà những cái lượng tài sản đó thì lại là những cái tài sản kém thanh khoản nữa. Khi mà mình nghĩ tới cái điều này thì mình lại thấy nó khá là giống với cái tình huống của một cái ngân hàng đầu tư lớn trong cái bộ phim là Margin Call. Tới khi mà họ phát hiện ra công ty có một cái lỗ hổng tài chính lên tới cả tỷ đô, thì họ bắt buộc họ đi đến một cái quyết định là thanh lý bớt và bán bớt những cái lượng tài sản mà họ đang nắm giữ. Mặc dù biết là cái điều này sẽ gây ra một cái sự bán tháo và ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với thị trường tài chính chung. Vì vậy thì thời điểm đó ngoài FTT mình cũng đã tranh thủ cơ hội để bán khống những cái lượng tài sản khác mà nó liên quan đến danh mục đầu tư của Sam, như là Sol nè, SRM nè và Link vân vân. Thì đúng thực sự là Sam đã gây ra một cái sự panic sell trên thị trường rất là lớn, và những cái dự án mà liên quan tới Sam á, và Sam với Alameda đầu tư thì nó đã bị liên lụy ảnh hưởng tiêu cực khá là nhiều, điển hình như là Sol. Ngoài ra thì có không ít những quỹ đầu tư đã rót vốn vào FTX và hoặc là ở một số cái dự án khác họ đã cho Sam với Alameda vay cũng bị liên lụy luôn. Những cái mối quan hệ chồng chéo này đó thì bạn cũng có thể tưởng tượng và cảm nhận được là cái hệ lụy mà FTX và Sam đã gây ra cho thị trường crypto là khá lớn. Và mình thấy nó lại khá là giống với công ty Lehman Brothers đã gây ra một cái hiệu ứng domino lên toàn bộ thị trường tài chính năm xưa. Thống kê lại một số bên đã bị thiệt hại lớn trong vừa rồi đi. Cái quỹ Multicoin Capital đã tuyên bố lỗ hơn 55% tài sản sau cái vụ này. Rồi nền tảng cho vay BlockFi bên bờ vực phá sản vì kẹt, cho Sam vay lên tới là 600 triệu đô. Rồi tới là Genesis Trading cũng tương tự luôn, sau khi cho Sam vay. Rayscale cũng bị nghi ngờ vì dính dáng liên quan tới cái dự án là Genesis Trading. Sàn Crypto.com nè cũng phải ngưng rút tiền vì nhà đầu tư họ lo sợ là giống như FTX. Ngoài ra thì những cái quỹ lớn cũng như là dự án họ cũng đã bị ảnh hưởng, bị kẹt tiền lại sau khi dự trữ cái phần tài sản của họ trên sàn FTX. Có thể là những gì mình với các bạn đã chứng kiến trong những tuần vừa rồi á, chưa phải là tất cả những bên đã thiệt hại được công bố đâu. Mình nghĩ là chưa biết được đâu. Mà cũng đừng quên là danh sách 50 chủ nợ lớn nhất của sàn FTX chưa được công bố cụ thể là những ai, mà chỉ mới biết được là tổng số nợ dành cho 50 chủ nợ đó là khoảng hơn 3 tỷ đô. Mà các bạn thấy đó, những cái quỹ lớn nè và market maker họ đều là những cái thành phần quan trọng ở trong thị trường crypto này, đóng góp cho cái sự phát triển. Thì với cái việc mà họ bị thiệt hại nhiều, thiệt hại nặng nề, điển hình như là Multicoin Capital, thì rõ ràng đây không phải là một tin tốt đối với cái sự phát triển của thị trường crypto. Mà thêm nữa thì FTX nhận được sự đầu tư của khá là nhiều những cái quỹ truyền thống, và với cái việc sụp đổ như vậy thì mình nghĩ là những cái quỹ truyền thống đó họ đang bị mất niềm tin, và những cái quỹ truyền thống mà họ đang có ý định là sẽ tham gia đầu tư vào thị trường crypto á, thì họ cũng sẽ có một cái sự dè chừng đối với cái thị trường này, và thậm chí là sẽ có một cái nhìn khá là tiêu cực và không mấy thiện cảm đối với thị trường crypto này nữa. Bên cạnh những cái hệ lụy về mất mát tài sản và thua lỗ sau khi đầu tư vào FTT và những cái đồng coin khác, oncoin khác ảnh hưởng liên quan từ cái sự sụp đổ này á, thì có một cái sự ảnh hưởng khác, đó là về niềm tin của người dùng đối với những cái sàn giao dịch. Mình có xem một số thông tin về on-chain tổng quan của thị trường á, thì thấy một vấn đề là phần lớn người dùng ở trên những cái sàn tập trung á, họ đang có cái xu hướng rút về ví cá nhân để tự quản lý và tự lưu trữ nó thay vì như trước đây. Rõ ràng ở đây các bạn có thể thấy là một sự mất niềm tin rất là lớn, đúng không? Và cũng chính vì điều này mình đang nhận thấy đó là một cái cơ hội đối với DeFi. Vốn dĩ sau cái sự sụp đổ của FTX thì DeFi á, cái từ khóa DeFi nó đã hot lên lại và những cái dự án liên quan đó nó đã tăng trưởng rất là nhiều, đúng không? Vậy thì bây giờ mình mới nói thì có phải là đã quá muộn không? Có thể sau cái đợt này thì sau khi bị mất niềm tin từ người dùng, mình nghĩ là một số sàn giao dịch họ sẽ tìm cách để mà công khai minh bạch về cái lượng dự trữ tài sản của người dùng trên sàn đó, và từ đó thì người dùng lại có cái xu hướng trở lại nạp lên trên sàn để mà lưu trữ. Nhưng cái đó có thể không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây á, là sau cái đợt này mình nghĩ là nhiều người cái nhận thức về tầm quan trọng của DeFi họ đang được nâng lên. Vậy thì những cái sản phẩm mà nó đóng vai trò là cơ bản bắt buộc phải có đối với cái thị trường DeFi á, như là những cái sàn phi tập trung nè, hay là Bridge giúp mang thanh khoản, mang cái lượng tài sản của bạn qua những cái chain khác nhau, những cái hệ sinh thái khác nhau, hay là Wallet, những cái nơi để mà giúp bạn lưu trữ những cái lượng tài sản đó,
chắc chắn sẽ là một trong những cái yếu tố mà luôn luôn tồn tại và phát triển song song cùng cái thị trường crypto này, thay vì nó là một cái trend ngắn hạn nổi lên nhất thời. Thành ra bây giờ nhiệm vụ của mình với các bạn đó là tìm ra những cái dự án thuộc mảng DeFi, tìm ra để mà có cơ hội đầu tư thông qua, có thể áp dụng thông qua một số những cái bước mà mình đã từng chia sẻ để đánh giá một cái dự án crypto đây nha. Lưu ý một điều là ở đây mình chưa từng khẳng định và cũng chưa từng khuyên các bạn là hãy vào và mua những cái dự án liên quan về DeFi ở thời điểm này đi, bởi vì trước mắt thị trường đang còn khá là xấu, đang còn khá là khó khăn, và cái yếu tố đó còn là yếu tố về thời điểm chúng ta chọn lựa làm sao cho nó phù hợp. Thì mình nghĩ là cái đó mình sẽ dành ra một video sau, một video nói chi tiết và cụ thể hơn về cái vấn đề đó. Nói tóm lại thì có thể thời điểm này chưa phải là lúc tốt nhất để mình với các bạn tìm kiếm một vị thế với một số vốn lớn xuống tiền để mà đầu tư. Nhưng mà mình nghĩ cái việc mà mình với các bạn xác định trước được một cái mảng, một cái mảng ghép quan trọng như vậy á, thì nó sẽ là cái cơ sở để chúng ta có thể tìm kiếm ra được những cái dự án tiềm năng cho cái thời gian sắp tới trong tương lai. Còn bây giờ thì video chắc sẽ dừng ở đây. Hy vọng là nó sẽ cho các bạn một số những góc nhìn bổ ích về thị trường và những cái kế hoạch để chuẩn bị trong tương lai sắp tới. Và nếu như bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe cho channel Mezin Atm nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.